we sail a little bit high. À, 35 có 3 hả? 47.
Đã đuôi còn điếc nữa mẹ, được 47 có đủ. Chốt mất anh. Lấy đây nè. Số 7. Số 7 có 1. 16. 16. 35. 47. 47 đủ. Rồi lấy đi. Trời đất ơi. Số 7. Số 7 1. 16. 16 2. 28. 28 3. 33. 33. 33 đủ. Ủa ai vậy? Trời ơi. Hồi nãy tại sao mà không đứng vô đây thấy người ta đẹp trai, tôi đứng ngay chỗ không? Bà kỳ lắm nha, bước vô. Chúc mừng anh nha. Gì vậy? Số 7. 1. 18. 2. 28. 28 3. 35. Đủ. Số 5. Số 5 đâu ra thêm 4, 50 con số gì má. Tự nhiên nhìn anh đẹp trai có lẫn luôn vậy. Rồi, bắt đi. Nó già mà còn mê trai nữa. Cái mặt như má người ta vậy đó. Mày mê hơn tao nữa đó. Tao hả? Is it not my you? Trời ơi. Rồi. Đây, đây, em đưa tay cho em, đưa tay em. Nó. Em cái bà nội tôi chứ em thiệt á. Định mặt như bà nội người ta chứ không phải là má người ta nữa. 60 lên đây. Trời ơi đẹp trai. Hên luôn. Trời ơi đi ghét. Bây giờ anh ơi không mấy anh đừng lấy gấu lấy em được không? Vậy vậy. Thôi lấy. Trời ơi lấy con gấu màu hồng về lẹ luôn đi. Trời ơi vừa lắm. Cả một trời cảm ơn anh về đây. Tại sao cũng có một kem nam tính như vậy không lấy con gấu màu hồng. Cả một đời người chung trinh tiết liệt tự nhiên bữa nay mê trai mê nhầm nghe. Dỡ mà tôi thỉnh về cái tủ đầm tôi lắm lại xài hết mệt. Trời ơi. Mà nhớ đầu tư ngay mỗi người một tà lá vé trên tay đi à. Một vé là một cơ may, 20.000 đồng chúng ta sẽ được nhận qua tặng phẩm đặc biệt nhất đêm nay còn lại. Đó là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Và bây giờ mời tất cả quý vị ai có vé màu hồng chuẩn bị có thể tiền vào số. Rồi, ai đưa cho Thảo Nhi 200 chúng ta nhận lại tiền thừa giùm em à. À chỉ có 500 trong đó đó. Mấy gì ra con đất không chân bò năm bảy núi, con gà không vú nuôi chỉ 10 con, phải chi nhan sắc là em còn mặt mày xấu chí là lại còn giả im 40 nguyên còn 40 nguyên 40 còn 40 còn 40 cái ba gì ra ba gì ra này vừa ôm yêu dáng mà anh không không sao có hòa điều ly bới chàng ơi bằng qua núi đèo cao cao chẳng gì cửa nhà về dân sao xuyến ly tình tình là 19 ba 19 ba 19 ba 19 mấy chị ra mấy chị ra số chị ra mấy chị ra ai đi châu đất nhớ ghé mà núi tam còn số 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 tam mấy chị ra mấy chị ra chị ra cờ chị ra la la a a a rồi ngà la 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 gà gà u la la watch up and run man ra ra a a a rồi ma la 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 gà gà u la la là con số à ba con số ba con số ba mấy chị đây mấy chị đây mấy chị ra anh ta buông tu thái hậu qua mấy cuộc giao tranh ai kỳ cấp cho bị kẻ thù vậy không? Trời ơi, qua mấy cuộc giao tranh cái gì quên rồi. Ai kỳ cấp đã bị kẻ thù vậy không? 24 24 24 24 24 là tấm vé cờ hên xin cô xin dừng chân. Sao mà nhanh vậy anh chị? Cái gì mà số là lá bé nha. Gì? Rồi chạy lẹ lên giùm em luôn chị gái ơi. Dạ chị mới có 5-6 con số thôi anh chị à, dạ. Khoan, tôi sẽ tờ vé nha để tránh trường hợp không một lệ chúng ta cầm vé vào sau này tiếp tục. Theo quan sát và kinh nghiệm của em thì chỉ có một bà chị chạy lên sân khấu thôi. Thường thường 5-6 con banh mà một bà chị chạy lên sân khấu thường thường là nghe lộn. Và bây giờ để tạo sự công bằng thì xin mời một vị khán giả khách quan nhất chúng ta cùng lên đây hỗ trợ đòn nha. Kiểm tra lại vé cũng như là những con số chúng ta sẽ được check lại.
Rồi em xin mời một vị khán giả Rồi nhanh tay lại dưng lên nha, chúng ta sẽ được tặng hai vé giò số một loại sau miễn phí nha. Rồi em xin mời một vị khán giả Con số gì mới kêu với em? Rồi thứ 24 thứ 24 thì mới kêu quý vị. Dạ xin mời một vị khán giả lên ủng hộ lên giúp đỡ. Rồi em mời em mời chị nhanh chân bước lên giùm em Em mời xin mời nhanh lên. Em giơ tay á. Đâu có không? Hôm trước giờ rồi hả? Dòng nãy giờ rồi hả? Không, em giờ giờ rồi thì không được giờ nữa nha. Khán giả ở trên này nè có ai không Rồi hỗ trợ nhanh giùm em Có ai không Rồi em mời anh. Dạ mời anh trai bên đây lên dò giùm em cái tặng hai lên đây dòng sau mình dò chơi nè. Trời ông rồi thôi em mời anh bước lên. Dạ lên đây chứng kiến giùm em thôi. Đó. Trời ổng sợ lấy hình. Rồi em mời anh. Rồi trời đất ơi sáu múi đẹp trai trời ơi. Ngon quá ghê. Trời đất ơi mặc áo hường nữa nè, trời tóc bạc bạc nhuộm khói nè. Rồi anh qua bên kia hỗ trợ giùm em giới thiệu tên giùm em nha. Rồi bên kia đưa cái mi giùm ta đi chàng. Ông anh ơi. Lẹ lên. Anh nè, anh giới thiệu là anh tên gì nè anh? Vợ ta ngồi dưới á. Anh này là anh tên Quý. Dạ rồi, bác định dò giùm em nha. Rồi anh Quý ơi, kiểm tra tiếp giùm em nha. Vòng loại đặc biệt 19193. Có không? Có hợp lệ 24. Có. Có 1, 39. Có 2. 12. Có 3. Số 3. Có. Hợp lệ, rồi cảm ơn anh Quý. Chủ nhân thứ 2, vòng loại đặc biệt 194. Ký hiệu hợp lệ 324. Có 1. Số 3. Có 2. 12. Có 3. 39. Có đủ. Và trong loại này chúng ta đã có hai chủ nhân may mắn nha. Rồi tặng anh Quý hai vé nha. Cảm ơn anh. Rồi còn bên kia lấy liền đi Vân. Lấy liền giùm ảnh đi. Kính thưa quý vị, mới có 6 con băng thôi. Xin chúc mừng hai vị khán giả rất là may mắn. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ tất cả những con băng vào lòng cầu để tạo sự công bằng cho hai bà chị ở đây. Thì chúng ta sẽ quay lòng cầu và từng lần lượt bà chị sẽ tới nhận con băng của mình. Người nào có số băng lớn hơn sẽ nhận được một chiếc điện thoại. Dạ do tặng phẩm của em là một chiếc điện thoại không thể đập bể làm đôi mỗi người lấy một nửa được. Cho nên là chúng ta sẽ quay số và chọn người số lớn nhất sẽ lấy phần thưởng của chúng ta. Rồi chị bên đây là có rồi phải không? Tới chị gái bên đây nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị đến với phần công bố giải thưởng nha. Số hàng đơn vị của bên em là số 0. Hàng đơn vị bên của chị là số 1. Bên em số sổ ra con 40. 40 phải không? Đúng. 40. Chị hơn em lúc 41. Trời. Cái gì vậy? 41. Ăn như vậy mới thắng đó chị nha. Đó. Rồi chị ơi, chị là người chia tay với em gái nha. Vô một vé một lời mới. Chị ơi, chị cho em hỏi số chị ở đâu nè, tên gì nè để cho khán giả mình khách quan biết nha. 119/7/3 đường số 7 phường 3 quận Gò Vấp. Ở Gò Vấp chị. Rồi cảm ơn chị tên chị nè. Tên Hằng. Ở bên đây là có phiếu bảo hành của Bạch Long Mobile đối diện bên đường nha. Cái chị cũng có thể qua bên kia mình kiểm tra lại máy giùm em nha, bảo hành đó. Rồi chúng tôi chắc không về dòng lại điện chúng ta sẽ được tiền. Không sao, cái này mình chưa sử dụng cho chị nha. Tôi thấy cái điện thoại đó có số rồi đó. Dạ không có gấu chị, lấy điện thoại cho chị nha. Rồi bà lấy cái điện thoại bao nhiêu tiền của người ta bà đồ lấy không con gấu cho bà. Rồi ta không biết em mình giải thích lại. Rồi bà ra đây bà như hỏi tung gì hỏi bà xin địa chỉ nhà bà cái bà cho địa chỉ sẹt sẹt rồi mà nghe một tống sẹt là biết bà ngồi giáp liền.